Rồi, ok các bạn, shop lợi Silly Shot xin chào toàn thể tất cả các bạn đam mê ná cao su nha. Hôm nay có một chút hàng về, nói chung là cũng cố gắng lắm thì mới lấy được một tí hàng các bạn nhé. Hàng nó dịch này thì gom hàng từ các nơi về, giá cước giá đồ nó cũng tương đối cao đấy, nhưng mà mình vẫn không tăng giá nhé, vẫn bán ra cũ nhé. Nhện này, nhện dày này đổ đồng cho anh em là 100.000 nhé, bán lẻ 100.000 nhé, 100.000 chưa phí ship. Đó, tăng kèm hai bộ dây đấy, đống nhện này. Có một số này thì anh em vào mua nhanh nhá, bởi vì đợt dịch này sẽ rất là khó kiếm hàng đấy. Đây nữa này, mắt lé cân thủy này, mắt lé cân thủy này thì giá 90 nhá, 90.000 ha. Mắt lé này. Đây, mắt lé cân thủy là 90.000 nhá, 90.000 hai dây, 90.000 hai dây. Đó. Còn đồ rút thun cũng có. Quỷ vương hàng đã về nhá. Quỷ vương này. Quỷ vương ở đây hàng đã về này. Đây có quỷ vương này, bóc cho các bác xem. Quỷ vương hàng về nhá. Đây. Quỷ vương đây. Quỷ vương hàng về đây, quỷ vương 170 nhá, 170. 170 chưa ship ha. 170 chưa ship. Đó. Còn đây. Có one hit ra lộn luôn nhá. One hit ra lộn này. One hit ra lộn 170 nhá. 170 chưa ship nhá. Bằng inox này, rất là ngon luôn. Ai chơi dòng one hit inox 304 quen rồi thì nên chơi cái dòng này. Nó có lưng gù nhá. One hit này có lưng gù này. Giả vải da là ra lộn nên vậy rất là tốt nhá. Đây. Đó. 170 nhá. 170. Đó. Ná có kèm ngắm nhá. Có thức ngắm. Ná có thức ngắm. Đây. Đại bằng kiếm nhá. Đại bằng kiếm này ốc M5 âm. Đại bằng kiếm này ốc M5 âm thì 190 nhá. 190 chưa ship nhá. Bởi vì ốc này ốc M5 mà. Ốc M5 âm này rất là ngon nhá. Đại bằng kiếm này. Có ốc M4 M5 âm luôn đấy. Đây. Đó. Ốc M5 âm. Rất là đẹp. Ốc M5 các bác nhá. Ốc M5 nhá. Ốc M5 âm nhá. Đó, rất là ok. Đây. Quan hít ra lộn 170. Đó. Ok các bác đừng quên nhấn đăng ký kênh nhá. Và nhấn chuông nhá để ủng hộ cho shop nhá. Thì ở đây thì có các cái mẫu ná là nhện này 100 nhá, 100 chưa ship ha, 100 chưa ship. Mắt lé này là 90.000 chưa ship này. Đó. Giới thiệu lại nhá. Quỷ vương đã về nhá. Quỷ vương giá 170.000 chưa ship này. 170.000 chia ship. Ốc này bắt ốc M4 sao nhá. 170. Đó, còn đại bằng kiếm này ốc M5 âm rồi. Ốc M5 âm rất là đẹp ha. 190. Đấy. Còn thằng one hit ra lộ này nhá. One hit ra lộ này là 170 nhá. Có ngắm luôn nhá. Có ngắm này. Đó, có thứ ngắm. Đó. Còn cái thằng mắt lé thì có ngắm cân thủy đây. Mắt lé có thằng ngắm cân thủy. Đây. Sói đen này giá 70 chưa ship nhá. Sói đen giá 70 chưa ship. Đây. Tất cả các ná đều tặng kèm 2 giây các bạn nhá. Rồi các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông để ủng hộ cho shop nhá.